Thưa quý vị và các bạn, vào chiều tối qua, 4 nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Trong số 4 nạn nhân chuyển viện này, có một nạn nhân nhỏ tuổi nhất là bé gái 5 tuổi. Các bác sĩ của bệnh viện cho biết cần phải theo dõi thêm mới đánh giá rõ thực tình trạng của các nạn nhân. Trước đó, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết 3 nạn nhân bị nặng nhất trong vụ tai nạn sau khi được mổ cấp cứu và xử trí vết thương hiện đang có dấu hiệu phục hồi khá tốt. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra vào lúc 0 giờ 20 phút ngày 17 tháng 6. Một xe tải loại 5 tấn lưu thông hướng Sơn La, Hà Nội đã đâm vào xe khách giường nằm đang đi theo hướng ngược lại. Hậu quả của vụ tai nạn là 3 người chết và 37 người bị thương.